Để đáp ứng nhu cầu của thị trường những tháng cuối năm, nhà nông Nguyễn Văn Hạ đã lên kế hoạch canh tác cụ thể để vừa phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, vừa thuận tiện cho việc luân canh các loại cây trồng khác họ. Với 1,8 hecta, nhà nông này chia nhỏ diện tích thành từng khu vực để canh tác nhiều loại cây trồng trong cùng một thời điểm. Trong đó bên cạnh các loại rau ăn lá, cây trồng họ thập tự như sú, lơ, cải thảo, thì các loại cây họ cà gồm cà chua, ớt, v.v. là những loại nông sản thường có trong vườn. Để việc luân canh nhiều loại rau củ quả mang lại hiệu quả, anh Hà đã ưu tiên đầu tư sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tăng cường sử dụng các loại phân chuồng đã được ủ đúng quy trình, chỉ sử dụng các loại phân vô cơ trong những giai đoạn cần thiết với liều lượng đã được ngành chức năng khuyến cáo. Giải pháp canh tác nông nghiệp khoa học như thế đã góp phần rất lớn giúp nhà nông Nguyễn Văn Hạ phát triển sản xuất. Ví dụ như trên cây cà chua, nhờ được đầu tư theo hướng hữu cơ nên môi trường sản xuất bền vững, đất không bị chai cứng bạc màu năng suất đạt bình quân từ 2,5 đến 3 kg một cây bằng với phương pháp canh tác thông thường nhưng chất lượng nông sản vượt trội, cây trồng sinh trưởng ổn định. Đây chính là cơ sở để tham gia chuỗi liên kết tìm đầu ra.